xịt nước mặn lên được không? Nóng quá, quá nóng, xịt mặn lên ngoài đó anh em ơi, nóng chết luôn ạ. Xịt mặn vào cho nước nó giải nhiệt bớt đi, nóng này làm đầu óc điên đảo hết. Hello, xin chào quý vị vào buổi trưa nay. Và sáng nay thì Tuấn xin chia buồn một anh em. Một anh em sáng nay gọi ở trạng thái làm chết IC ở đây. Hôm nay anh em gọi anh em làm chết con A-Black 2013-14 gì đấy, được mang cái hiệu IC-K27. Ở trạng thái vào vấn đề đề tật tật, nhưng các bạn sơ ý là các bạn bị quẹt dây, chạm dây. Thì anh em vào nhiều, tôi sẽ chia sẻ cái cách để chúng ta thao tác lần sau. Nếu chúng ta không có đồ nghề thì anh em cẩn thận. Thì nhẹ thì đương nhiên nó sẽ cháy cầu chì để bảo vệ, và nếu xui thì đương nhiên nó sẽ đứt luôn cái mặt IC. Thì các bạn và anh em cẩn thận nha. Rồi, hy vọng rằng anh em buổi trưa chia sẻ mấy người đi ạ, cho nhiều anh em cùng biết luôn ạ, tránh tình trạng chúng ta rủi ro mất tiền đấy ạ. Tất cả chúng ta và anh em thợ và làm những cái dòng xe điện tử này thì chúng ta lưu ý. Đấy, buổi sáng nay đít cước hơn 2 triệu con IC rồi anh em. Đít cước hơn 2 triệu rồi. 2 triệu thì nhiều anh em làm thì một ngày chúng ta lấy lại vốn. Có rất nhiều anh em làm đôi khi phải vài ngày chúng ta mới có thu nhập được 2 triệu. Nhưng vô tình chúng ta tay máy chúng ta lại làm chết IC. Ở đây chết có nghĩa là sao? Là anh em nhìn thấy đây, tùy theo cái dòng xe nhé. Ví dụ cái dòng xe lít này, từ cái rắc 3 pha từ IC ở đây anh em lưu ý này. Đó, từ đây nó sẽ chạy và đồng thời nó sẽ xuống đây. Thì các bạn đo rất dễ, xuống đây. Đó, thì anh em rút cái rắc này ra và anh em đo điện áp 3 pha từ IC cấp xuống quận là 3 giây này. Thì anh em có thể tháo ra, anh em nhìn như này nó dễ. Nhưng trường hợp còn lại là những cái dòng xe A-Black thì nó lại không có cái đầu nối như thế này. Đó, cái xe này thì tùy theo dòng xe Lead hoặc Vision hoặc Valio, nó sẽ có cái đầu nối như thế này. Thiện ơi, đó, đầu nối như này thì các bạn đo rất dễ. Và đặc biệt nhiều cái dòng xe VIP A-Black thì đương nhiên từ cái cuộn điện ở dưới này. Đấy, cái cuộn điện dưới này thì nó sẽ có cái rắc 3 pha, nó sẽ chạy thẳng lên IC luôn. Nên nó không có rắc nối. Nên nó không có rắc nối. Nên lúc này con IC nó nằm ngay ở cái bệ này của A-Black, ngay chỗ bệ cổ. Đấy, để anh em đo được giá trị điện áp của IC cấp xuống cuộn điện 3 pha thì IC trên A-Black nó sẽ nằm ở đây. Đó, thì đặc biệt nó sẽ không có cái đầu nối như thế này. Bởi vì từ cuộn điện nó sẽ cắm thẳng vào cái rắc 3 pha IC như thế này. Đấy, thì hôm nay tôi chia buồn một người anh em. Chết, chết thật luôn rồi đấy. Lúc nãy tôi video thì tôi mới biết là nó chết thật luôn rồi. Thì vô tình như thế này, trên dòng A-Black thì các bạn đo 3 pha là các bạn phải rút cái pha này ra. Đấy, và các bạn thò cái thiết bị vào trong này để các bạn đo thì vô tình hai pha này nó chập nhau. Đấy, nó chập nhau nhẹ thì đương nhiên nó sẽ cháy cầu chì. Nếu xui thì nó chết luôn mặt IC. Đó, bởi vì trong này có ba cái dây anh em cứ như thế này này, bởi vì nó nằm ở bể cổ mà. Đó, nó nằm bể cổ và các bạn chỉ có nghiêng được cục IC lên. Thì vô tình các bạn đưa thiết bị vào hoặc bóng đèn vào các bạn đo, nhưng vô tình cái tay này ấy nó lại vô tình chúng ta làm chập hai pha lại với nhau, thì lúc này nó sẽ tẹt điện. Vui vẻ thì nó sẽ cháy cầu chì, đen là chết IC. Ở đây tôi sẽ đây là ví dụ, ở đây nó rất vướng này cho quý vị này, anh em chờ tôi chút. Đó, những cái gì mà tôi biết được thì tôi chia sẻ, hy vọng rằng anh em hãy cố gắng, chúng ta đo cái điều đấy thì hãy cố gắng. Đây anh em chọt vào đây, đấy, ở đây có một pha, hai pha, ba pha. Đó, thì vô tình cái tay đấy, khi mà chúng ta cảm thấy thời tiết nó nóng, nó mệt,
Rồi, thứ nhất là đêm lại không được ngủ nữa thì vô tình bỏ vào đây. Lúc này chúng ta lại không có đại tử nữa. Đúng không ạ? Lúc này không có đại tử nữa thì đương nhiên anh em sẽ cột tay phan. Rồi anh em lại ngoài lên lấy ngón tay này, anh em bấm nút đề. Ơi, lắc ngón tay trên này bấm nút đề. Thì dưới cái tay ở dưới này anh em thao tác nó lại bị cuống. À, đụng như này để xem bóng đèn coi nó có sáng không thì nó toang IC. Đây, chỉ vấn đề vào cặt thôi để chúng ta loại trừ rằng IC này còn tốt hay không. Thì vô tình chưa biết tốt hay không các bạn lại làm nó chết rồi. Rất khó khăn cho anh em thợ. Đấy, có rất nhiều anh em lấy cái cây tăm đấy ạ. Đấy, tăm nhọn đấy. Rồi và để các bạn làm cái bóng đèn thử đấy. Đó, thế là chết IC. Anh em công nhận điều đó không? Đó, tôi mô phẩm như cái này đi. Thì các bạn và anh em có làm thì chúng ta phải để ý. Đây, ví dụ như anh em dùng bóng đèn thử rồi anh em cài như cái này như tôi đi. Đó, cái kém anh em bỏ vào tay nó cứ run run như này. Trên này lại bấm nút đề, tay này bấm nút đề này. Đó, lại sờ vào thế vô tình nó đụng cái. Thế thì lúc này hai pha chập nhau. Đấy, anh em thật cảm thấy có hữu ích không ạ? Có rất nhiều, bởi vì không gì nói trước được ở cuộc sống này mọi người ạ. Nó chỉ cần sơ sẩy một cái, đấy, chọc vào đây. Thế là vô tình hai cây này nó đụng nhau hai pha, thế là tuyệt. Đỏ thì cháy cầu chì, đen thì đi luôn. Mọi người công nhận không? Anh Lê Đức Tín rồi, Văn Quyết rồi. Đó là buổi sáng nay tôi gặp cái ban như vậy, tôi chia sẻ mọi người lưu ý. Đây, như dùng cái bóng đèn này nữa. Có rất nhiều anh em làm cái cây này rất to. Đấy, gọi là cái lò xo thắng đấy ạ. Lò xo thắng. Đấy. Rồi, còn tôi ví dụ làm như thế này. Đây. Đấy, bởi vì cái rắc trên những cái dòng xe nó từ ở dưới mâm điện nó cắm thẳng vào IC luôn. Nó không có rắc nối giống như xe lít này. Đấy, xe lít này thì các bạn và anh em mở ra thì nó dễ. Nhìn thấy nó cực kỳ dễ. Còn nó nằm cứ khoằn ở đây. Nên chúng ta chỉ cần sơ ý. Rồi, đa số chúng ta kẹp cái này vào mát thì ai cũng làm điều đó. Ở đây có mát này. Ví dụ mát bánh xe. Đấy, rồi anh em làm cái cây quá dài. Quá dài thì vô tình bỏ vào đây. Đó, tay chúng ta khi mà nó đói, nó mệt nữa mọi người hiểu không? Đấy, thì ai không bao giờ xảy ra cái điều chữ ngờ. Trên đời này không bao giờ biết cái chữ ngờ được. Đấy, thế là cứ cúi tay như này bấm nút đề. Đó, thế là kịch cái. Thế là tẹt cầu trì. Thế là đít bóng. Ở đây bây giờ tôi sẽ mô phẩm cho quý vị một cái này. Được chưa? Thử bóng đèn. Rồi, tôi cũng hy vọng là nó đỏ thôi. Đó, tôi cúi như anh em này. Cẩn thận. Rồi, tôi sẽ cột tay phanh lại. Anh em chờ trong giây lát. Tôi cột tay phanh lại. Rồi, được không? Rồi, tôi cũng lúi húi như các bạn và anh em. Nhưng cẩn thận nhá, IC này nó còn sống. Rồi, nhìn cho kỹ vào tay vào, cho nó ngon lành cần đào vào anh em ạ. Cái này cứ lọc quạc, cái là chết này. Rồi, pha này không sáng này. Pha này không sáng này. Đó, chẳng hạn như thế. Đấy thì anh em phải lưu ý điều đó. Rất nguy hiểm. Rồi cái bóng đèn này toại luôn rồi. Đi luôn rồi. Anh em chờ chút bóng đèn thì chắc đi luôn rồi. Rồi bóng đèn này đi luôn. Đó, cháy đen luôn rồi. Rồi. Đó, nó rất nguy hiểm nên chúng ta phải cẩn thận. Bóng đèn này lên đường rồi. 100W lên đường. Cái này là chập mặt IC ở trạng thái điện áp quá lớn. Bóng đèn này 12V 100W chịu không nổi luôn anh em. Tối thui luôn. Thì con này bây giờ bèo gì thì bèo. Các anh mua bây giờ nó phải tầm hơn 2 triệu. Các anh thấy không?
Còn nếu những cái nơi mà đắt đỏ anh em có lượng khách vào thì anh em coi như làm ngày đó là không đồng. Đấy, còn những anh em mình ở lâu lâu gặp một cái chúng ta trọt kẹt vào nó khá là vất vả. Chúc mừng anh em thành công nếu chúng ta làm thủ công. Đấy, được chưa? Đấy, cố gắng. Rồi, tôi sẽ nhét vào. Đấy. Còn con xe nó như thế này thì ví dụ cái rắc nào nó như thế này thì anh em nhìn thấy nó dễ. Và tắt khóa đi. Và đặc biệt nó làm cái nghề này phải thao tác tắt khóa điện, mở khóa điện. Nên nhiều anh em đôi khi bị cuống rồi. Tôi luôn luôn chia sẻ những cái clip cực kỳ là chuẩn. Và hy vọng rằng giúp ích cho anh em tay nghề. Ở nhiều anh em ổ khóa này cứ mở ở trạng thái on. Bởi vì anh em lúc đấy có thể là quên hoặc là mệt mỏi. Cứ rút rắc ra, chọt mới trẹt. Rất nhanh đức phim. Những con này hơn 2 củ một con anh em ạ, không rẻ đâu. Đó, bèo gì phải hơn 4 tờ châu xanh. Ví dụ nó như thế này. Đấy thì mọi người có thể nhìn ở đây nó dễ này. Đấy, còn nếu anh em nào ok siêng thì làm tôi cái rắc này này. Có cái vỏ bọc ghim vào như thế này. Đấy, hoặc là đồng thời có cái cây nào dí nhìn vào, cầm vào như thế này. Chứ đừng có để mà lẹt chẹt mà hai pha này lại đụng nhau. Thế là bấm nút đề cái xong. Tay trên này cứ nhấn nút đề, ở dưới này thì lại tẹt cầu chì. Đen thì xe bít. Và trên đời này nó có cái khổ ở đây nữa này. Chết là chết ở đây. Ví dụ nhiều cầu chì zin này thì có thể nó cháy. Thế là vô tình ăn này lại đen nữa, gặp ngay cầu chì này gặp ông thợ khác lấy dây đồng quấn lại. Tôi làm nghề ở đây nhiều thật sự, mở cái hộp cầu chì ra có 4 đến 5 cầu chì hầu như người ta quấn gần hết. Để người ta bảo vệ cầu chì không cháy nữa. Không phải thay cầu chì lần thứ hai nữa. Nhiều anh em thợ ký tới mức độ như vậy. Đấy. Mở một cái hộp cầu chì ra, bữa trước tôi làm con xe người ta quấn hết dây đồng. Thì tôi mới bảo là một người khách này, chắc anh thợ này anh làm như vậy là ông không bao giờ ông phải thay cầu chì. Không bao giờ xe của ông biết đứt cầu chì. Thà chúng ta lấy dây đồng, chúng ta quấn dây điện lại, quấn một sợi thôi. Nhiều lúc anh em tước luôn cả cái vỏ dây điện, tôi nói với vỏ dây điện này đi. Anh em làm hết một cục, rồi quấn, nhép vào. Đúng, đảm bảo, không bao giờ gọi là tuyệt đối cháy cầu chì. Nhưng rất xui khi con xe đấy bị bận. Vào cửa hàng khác, ví dụ như anh này. Thế là anh kẹt một cái này, cầu chì nó không bích. Mà nó đi vào tận IC luôn. Lên đường. Rồi mọi người thấy tôi chia sẻ cái clip này từ bấy giờ thấy hay. Mọi người cho tôi cái thả tim đi ạ. Đó, thả tim làm nghề. Cứ bị đền như vậy xong những người bán IC người ta lại trúng bắn. Người ta cảm ơn luôn luôn, hy vọng rằng các ông phải làm chết nhiều. Thì nhà sản xuất IC thì người ta mới bán được. Và người ta sản xuất IC này, người ta cứ mong là thợ làm chết nhiều vào. Và ở cái nơi nào có chuột nhiều vào, cắn nhăn để chết. Nếu thợ không làm chết, chuột không cắn thì biết bao giờ con IC này chết. Bởi vì để từ cuộn điện đồ sạc của nó, anh em yên tâm, rất chi là khó quá. Quá dòng sạc. Ê, mọi người hiểu không? Bởi vì nó khá là bền. Nên do chuột cắn cắt hàng không biết, bật khóa điện lên xịt khói. Thợ nấu tắt nối giấy calai để xóa lỗi thủ công, chọt chẹt. Ơi, lần sau quý vị đi vào những con xe đấy kiểm tra tất cả cho tôi hộp cầu chì. Coi cầu chì nó còn có zin hay không. Khi sửa chữa lỡ may bị chập cái gì, có cầu chì nó ngắt. Thời buổi này đừng bao giờ tin ai. Mở tôi cái nắp cầu chì này ra. Đấy. Rồi lúc này chúng ta sẽ đi kiểm tra, tránh tình trạng những người thợ nối dây đồng cầu chì. Hay cho tôi chàng vỗ tay. Và dư tiền trưa nay tặng tôi về ngôi sao. Lại có nhiều clip video chia sẻ hay cho quý vị. Đó. Rất bổ ích đúng không ạ? Bổ ích đâu? Bổ ích thì nói bổ ích, không bổ ích thì bảo dư thừa. Dạ, bảo thôi clip trưa nay Tuấn ơi,
dư thừa, tôi biết rồi. Thì tôi biết rồi thì để anh em khác coi. Cảm ơn quý anh em. Xui. Chết cứ đền mấy triệu luôn rồi. Khổ. Sau này anh em cứ như tôi thì anh em sẽ biết là hiện tại có rất nhiều anh em còn yếu và làm chết rất nhiều. Nếu sau này anh em cứ như tôi ấy, đấy, hướng dẫn dạy học và hỗ trợ mọi người, thì mọi người sẽ biết một ngày rất nhiều anh em gọi điện thoại ở trạng thái cầu cứu hoặc chết. Rồi, đó. Được chưa? Rất đen. Và tôi cảm ơn đêm hôm qua anh em đã ủng hộ tới 6 bộ. 6 bộ. Và có cái này nếu các bạn về nhà biết làm, nó sướng lắm. Nó lại có một cái động lực để các bạn hiểu sâu về ở trạng thái IC cấp điện áp 3 pha. Và cái D1, D2, D3, D1 sáng và D2. Thì đương nhiên chúng ta sẽ kiểm tra biết rằng dây tín hiệu nào còn tốt. Ở 4 cái dây tín hiệu. Sân biển sọc vàng, trắng đỏ, trắng đen, trắng sân biển. Nó sẽ tương đương với 3 pha D1, D2, D3. Ví dụ D1 và D3 sáng thì lúc này điện áp của dây tín hiệu CKB là màu gì? Nó sẽ hiện thị trên đồng hồ. Rất hay quý vị ạ. Điều này khá là hay. Thì ở đây tôi sẽ mô phỏng cho quý vị. Ngày hôm qua tôi đã like rồi. Và tất cả tôi sẽ làm clip trên YouTube rồi. Đấy, không có gì nhiều. Hôm nay tôi sẽ làm cho quý vị một cái nữa hay. Đây, tôi cảm ơn anh em. Đây. Đấy, cảm ơn những tấm lòng của anh em. Đó, hôm nay ủng hộ. Còn anh em nào mua sớm mất tool thì tôi tặng cho một bộ. Đấy chưa? Đó, của nhà Lá Vườn. Đấy, tặng cho một bộ và nhóm học online. Và tí nữa tôi sẽ giới thiệu sau. Nhá, đó anh em nào lấy sớm mất tool. Rồi, tôi tặng cho bộ kèm theo một máy. Rồi, mấy nhóm học online. Đấy, tôi sẽ để bộ cho mọi người. Được chưa? Đấy, một bộ và máy sớm mất tool và nhóm học online. Và đây, nó có cái hay chỗ này. Thì tất cả tôi đã ghi cho anh em ở đây rồi. Ví dụ D3 và D1 sáng thì lúc này trắng sọc đen. Đó là dây tín hiệu trắng sọc đen. Nó sẽ báo điện áp cho chúng ta khoảng 7-10V. Còn nếu đèn D2 và D1 sáng thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy cái dây màu sân biển sọc vàng và trắng đỏ và trắng đen. Lỡ may ở đây là thông số zin chuẩn khi một cái điện áp từ IC cấp xuống. Nếu còn cặt cặt nữa thì lúc này nó đang bị sai pha ở trong cuộn điện này mua hàng lô. Đấy, mua hàng lô cuộn điện này có rất nhiều người hàn lộn pha. Đấy, thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ căn vào cái máy này và cái thông số để chúng ta biết rằng cái điện áp IC là tốt. Vấn đề còn lại sẽ là cái cuộn điện. Nhớ nha mọi người. Đấy, vấn đề còn lại là cái cuộn điện. Tôi sẽ để bộ cho. Nha anh em. Trên đời này nhiều cái hay ghê lắm. Đó, vấn đề còn lại nó sẽ là cuộn điện. Đấy, có thể là rất nhiều người làm cái cuộn điện này, nếu mà hàng lô thì đương nhiên nó phai, nó sẽ lộn nhau. Tuy chúng ta sẽ cắm đúng 3 sợi dây. Đấy, đỏ vàng, đỏ trắng, đỏ xanh, nó tương đương với cái rắc của IC. Nhưng đôi khi nó lại bị như vậy thì chúng ta sẽ loại trừ rằng cuộn điện này đang có vấn đề. Đấy, bởi vì đã có thông số chuẩn rồi. Nó chuẩn tới hơn 90%, 90 mấy%. Nếu các bạn cứ theo dõi video của tôi và mua thiết bị của tôi. Rồi, tôi sẽ làm cho quý vị ở đây, nó sẽ lật pha. Pha nào và pha nào.
và nó sẽ tương ứng với 4 dây tín hiệu CKB. Rồi cái này sẽ là vôn điện áp IC cấp để nuôi cho CKB. Nếu điện áp IC cấp cho CKB không nằm trong đạt tiêu chuẩn thì lúc này bị sụt áp. Thì chúng ta nhìn vào cái đồng hồ vôn. Thì anh em được tặng tài liệu thì thôi chứ. Thì bây giờ anh em phải lựa chọn chứ. Không lấy tài liệu thì mình sẽ tặng cái bộ này chứ. Và nhóm học online thì luôn luôn rồi. Đấy, ở đây là anh em thông cảm, ở đây không so bì với nhau. Anh em có tài liệu thì anh em không có bộ này. Đấy, còn anh em chọn bài tài liệu thì không lấy bộ này. À, ở đây tôi nói mô phẩm, ở đây có rất nhiều anh em, tôi cứ làm như vậy, nhiều anh em lại nghĩ sai về tôi. Đây. Đó. Và đồng thời được tôi hỗ trợ nhiệt tình khi anh em mua sản phẩm vào một trong nhóm học. Thì hai thiết bị, hai sản phẩm này anh em có quyền chọn một. Và nếu ok du di lắm, tôi tặng cho anh em cái quyển tài liệu chân IC. Đấy, và cái hộp này và máy. Đó là tình nghĩa anh em hồi giờ chúng ta ở bên nhau. Được không? Mà nếu mọi người mua sớm tool và nhóm học online như thế này. Đó là tình nghĩa anh em, tôi làm hết khả năng. Còn đương nhiên tôi làm thì tôi bán, tôi phải có bảo hành. Lợi nhuận thì phải có bảo hành. Rồi tặng anh em, đưa lại anh em kiến thức. Đó. Trưa nay anh em nào chốt thì ok. Và chiều nay tôi sẽ gửi hai cái bản máy R và G vừa rồi anh em đã chuyển khoản. Rồi ở đây tôi sẽ mô phẩm nốt cho quý vị buổi trưa nay, bởi vì tôi like nhiều quá nó bị viêm họng luôn rồi. Like nhiều quá viêm họng luôn, anh em nói nhiều quá tối còn dậy bể giọng. Đấy, nhiều anh em không có gì phải suy nghĩ, tùy theo số tiền các bạn quyết định ở trong cuộc chơi. Rồi ba pha. Rồi, một giờ mát thì tôi đã cắm giống đêm hôm qua rồi. Nó rất dễ thôi. Và tôi sẽ làm clip cho quý vị. Rồi, trắng xanh. Xanh, đỏ trắng. Rồi, vàng. Cứ thế thôi, tương ứng. Rồi, vàng, trắng, xanh. Ở đây, có cái hay ở đây. Để anh em biết rằng nó chuẩn tới không cần chỉnh cho quý vị luôn. Lúa có gì đâu mà nhiều Trần Trung ơi. Trời ơi, có 1.3 triệu. Không có gì mà nhiều cả. Đây. Thì anh em bây giờ tôi sẽ bật lên anh em tương ứng này. Chúng ta sẽ nhìn vào 3 pha này, D1, D2, D3. Lấy gì gác lên tí nhỉ. Ok. Rồi, chúng ta nhìn thấy không? 4 giây tín hiệu. Tôi sẽ nhấn nút khởi động. Thì anh em nhìn ở đây sẽ là D1 và D3. Thông số chuẩn nhá, tôi đã ghi rồi. Đấy. Ok chưa? Thì lúc này nó sẽ có 3 giây tín hiệu đều có điện áp khoảng 8V. Xanh biển vàng. Đấy. Trắng đỏ và trắng đen. Ơi, dây này không có. Đó thì chúng ta sẽ loại trừ được như vậy thì chúng ta sẽ biết rằng mặt IC tốt hay là không. Và chúng ta còn lại vấn đề là mua cái quận đều sai. Ơi, anh em nhìn thấy không? Ở đây tôi sẽ tương ứng ghi cho anh em 1 và 3. Đây. D1 và D3. Nó sẽ là gì? Sân biển sọc vàng, trắng đỏ và trắng sân biển. Đấy, trắng đen, đèn trắng đen. Nó sẽ không sáng. Được chưa? Rồi, lúc này một lần như vậy, tiếp tục chúng ta sẽ phải quay bu lăng, tiếp tục nhấn lần lượt xoay, xoay bu lăng hoặc là xoay bên nồi côn trước. Nó sẽ sai hay không? Đó, lúc này tôi sẽ chuyển nhít bù lăng. Rồi, chưa thành công. Vấn D1 và D3. Xoay tiếp. Rồi. Vẫn chưa thành công, bù lăng chưa quay tới.
Rồi, quan trọng là đôi tay. Rồi, vấn đề 1 và đề 3. Xoay. Đừng để bu lăng nó trả về. Có nhiều anh em xoay xong bu lăng nó quay lại, nó lại về như vậy chỉ cú. Rồi. Được chưa? Đấy. 1 và 3 bằng nhau. Thì lúc này có mối chỉ thị giá trị điện áp của dây tín hiệu trắng sọc đen. Ok. Đó. Trắng đen. Ở đây tôi phải làm cái dấu bằng nữa, bởi vì hai bóng này sáng bằng nhau. Trắng sọc đen. Ok chưa? Hai bóng này bằng nhau này. D1 và D3. Đó. D1 và D3 bằng nhau thì lúc này sẽ chỉ thị cho chúng ta giá trị điện áp của dây tín hiệu trắng sọc đen. Đó là chúng ta cam đoan vào đây để chúng ta biết rằng con IC này hoàn hảo. Vấn đề còn lại chỉ cần bục cho tôi cái cuộn điện, bình điện là phải ok. Phải kiểm tra ở trạng thái động cơ bó quả hay không. Ở đây cái bộ này để nó xác định được con IC này còn sống hay còn tốt cho anh em cực kỳ là nhẹ cái đầu. Còn nếu mà bây giờ bật lên một pha một nào đó nó sáng cái đèn này thì IC này chết luôn. Đấy. Và ba cái pha D1, D2, D3 này không đảo nhau, 1 qua 2, 2 qua 1, 2 qua 3, 3 qua 2 và 1 qua 3 và 3 qua 1 thì đương nhiên IC cũng toang. Rồi, anh em hiểu không? Rồi, tiếp tục tôi xoay tầm bu lăng. À, em cài cái kia xong chưa? Rồi. Đây. Gọi lại nói. Alo, alo. Mua thẻ nhớ ấy. À, tiếp tục. Chúng ta không cần phải coi đồng hồ vôn ở đây nữa. Đồng hồ vôn ở đây nó chuẩn rồi. IC cấp điện áp cho CKB ok rồi. Rồi, lúc này sẽ là D1 và D2. Thì lúc này hai giá trị điện áp cao là ở cái dây màu xanh biển sọc vàng và trắng sọc xanh biển. Đó là 1 và 2. Đó, 1 và 2. Anh em thấy hay không? Ừ. Đó. 1 và 2. Đó thì chúng ta cứ làm như vậy nó sẽ tương ứng. Thì chúng ta sẽ biết ngay con IC này sống ngày Tết. Nếu để ở trạng thái nó vẫn hẳn anh em thì chúng ta sẽ dùng bằng cái cách này. Và nhớ một lần thử chúng ta sẽ xoay bu lăng. Và đồng thời chúng ta lại tiếp tục nhấn lệnh đề để xem pha nào tương ứng với dây tín hiệu nào. Đó, D1 và D2. Rồi thấy không? Đấy, cái cực kỳ là hay như vậy. Rồi, tiếp tục. Xoay. Rồi, lúc này chúng ta lại nhìn lại D2 và 1. Chúng ta nhìn cái led này sáng trước này. Đó, nó chạy led này. Đấy, 2 và 1. Thì lúc này sẽ là 3 dây tín hiệu. Vâng, này sáng. Đó, điện áp cao. Còn cái dây màu trắng sọc sân biển không điện áp. Đó, 2 và 3, 2 và 1. Đó, cực kỳ là đơn giản. Chúng ta nhìn ở đây 2 và 1 đúng không ạ? Đấy. Sân biển sọc vàng, trắng đỏ và trắng sọc đen. Đúng không? Đây, trắng đen, trắng đỏ, sân biển sọc vàng. Tiếp tục. Đó, anh em cứ như vậy.
khi một con xe zin để chúng ta tham chiếu lấy một cái thông số chuẩn. Rồi lúc này pha 1 và pha 3 thì nó sẽ tương ứng cho anh em 2 giây tín hiệu. Đó, vấn đề còn lại là các bạn chỉ cần mở ra xử cái quận này thôi. Rồi, kiểm tra tôi quận và ký cái bu lăng có thợ nào đục chẹt hay không. Thì ở đây các bạn và anh em sẽ loại trừ được cho tôi tới 99% IC này. Nó nhẹ cái đầu. Ê, không cần phải thử ở IC này có sống có chết hay không. Ê, thế là lấy tiền. Và ở đây giá trị điện áp và đồng thời CKB tốt, sướng nhẹ cái đầu. Đấy, còn nó không được như vậy thì chúng ta sẽ thay CKB ở giá trị 4 cái đèn tín hiệu này khi mà chúng ta xoay bu lăng. Đấy thì thay CKB, thay CKB chúng ta vẫn kéo thôi. Thay CKB thì quá dễ rồi đúng không anh em? Nếu báo lỗi 52 thì chúng ta chỉ cần thử test một cái điện áp từ IC cấp xuống chuẩn thì tháo ra thay CKB luôn. Đây CKB, CKB làm túi luôn. Đỡ đau đầu. Còn cái clip ngày hôm qua tôi hướng dẫn cho quý vị, nếu mà thử giá trị điện áp từ IC cấp xuống CKB, nếu trong 4 tín hiệu này nếu 1 giây không có giá trị điện áp thì đo thông mạch và đồng thời đo vào mắt sườn xem cái dây này nó có cạ vào mắt sườn không. Nếu không cạ thì đo lên IC, ví dụ tùy theo cái dây nào nó nằm ở vị trí chân nào. Thế là kết luận chết mặt IC. Đấy, có gì đâu khó, về nhà chúng ta đo vài lần và đồng thời tất cả tôi đều làm video cho quý vị. Đấy, thay một là thay IC rồi, tất cả điện áp IC cấp xuống rồi, ok. Và trưa nay quý vị nào mua CKB ủng hộ không ạ? Đây, còn vài chục con mới đi nghiên cứu về. Hàng tất cả đều ok. Đây, còn khoảng hơn 20 con này mới lấy về được, hiếm lắm anh em. Còn cái hàng đều thì có mà đầy. Đấy, 3 vấu về nhà anh em cấy cho 4 vấu được hết. Rồi, anh em nào chỗ nào mà hay làm xe mà đồng thời CKB hay bị đấy. Đấy, thì anh em làm mấy con 3 vấu về nhà thay cho 4 vấu. Tôi ở đây ít làm những video tôi đăng lên YouTube, đa số tôi live stream trực tiếp ở trong fanpage này thôi. Có cái nào quan trọng hướng dẫn sử dụng cái gì đấy thì tôi mới làm YouTube. Để khi mọi người cần cái video tôi gửi cái đường link. Còn tôi ở đây không chơi YouTube. Xong điện thoại chưa? Đi ăn điện thoại cái. Ở đây đó. Anh em nào cần thì comment. Rồi tối lại gặp nhau trong online. Và đêm nay sẽ là đêm thứ tư của online trực tuyến. Rồi, anh em nào quan tâm thì mọi người ủng hộ vài con CKB. Thế thôi. Rồi, tài liệu cẩm nang. Bỏ ra ít tiền chúng ta có kiến thức ngay mọi người. Đó. Đây. Thế thôi, cực kỳ là đơn giản. Rồi, chiều tôi sẽ đi in cái này hoặc đồng thời tôi sẽ chụp hình gửi cho anh em, chẳng có gì cả. À, đây là cái tham chiếu. Để lỡ may mà chúng ta bị ăn hằn, mà khi mà bị thợ khác thay cái quận nào ở đấy, anh em bị cuống lên, thì chúng ta sẽ loại trừ rằng cái quận điện đấy vô vọng. Đấy, quận điện này có vấn đề. Bởi vì lúc này chúng ta đã kiểm tra giá trị điện áp IC tốt và CKV tốt, thì anh em sẽ nhìn vào đây. Tương đương pha 1, pha 2, pha 3 sẽ tương đương với cho anh em mức điện áp 4 giây tín hiệu. Rồi, 2 giây này điện áp đang là khoảng 7.8 V. Rồi, 2 này sẽ là 0V. Nó sẽ tương ứng với cái pha nào? Đây. Rồi, rất hay đúng không ạ? Đấy. Đấy, để chúng ta xác định. Cái này lâu lâu thì mới người thì mới thay phải quận điện đó thôi. Còn đa số thì rất ít gặp. Ở đây tình trạng tôi hướng dẫn cho mọi người là đen nhất, xui nhất. Đấy, còn cứ như vậy là mọi người thay thôi. Không có gì cả. Đúng không anh em?
Đây. Còn khi mà xuất hiện cái lỗi 52 thì anh em chỉ cần đơn giản rút hết tôi mới này ra. Rút hết. Lỗi 52 nhá, không cần phải dùng máy, không cần phải chẩn đoán nâng cao. Đây, lỗi 52 này. Đó, anh em chỉ cần rút tôi cái jack CKB này ra. Cắm vào. Ở trên này tôi ghi ECM như thế này. Nó phải được như thế này. Còn nếu ở đây 4 giây tín hiệu có 1 giây không có điện áp thì anh em cứ vậy bật cho tôi cái màu giây đó. Ví dụ xanh biển sọc vàng. Nếu không có điện áp, bật giây này. Đo vào mắt khung xem cái đường dây trong này nó có chập ở trong này không. Và tiếp tục ok không thông. Lần lên, mở lên tài liệu. Mở cuốn tài liệu này ra. Mở cuốn tài liệu chân ECM FI này ra. Coi số bao nhiêu của chân IC. Đo tôi cái dây. Đây. Xanh biển sọc vàng. Lên IC. Thông mạch nữa là thay IC. Mọi người thấy không? Còn như thế này thì mọi người chỉ cần thay tôi con CKB. Lỗi 52 mọi người bật lên nó như thế này. Sướng không? Không cần phải đo. Lỡ may nó chập. Chập thì nó cháy cầu trì lại chết mặt IC. Thế thôi là IC của anh chị tốt. Đẳng cấp chưa? Thay con CKB này lấy tiền thay hai con là đủ vốn. Đủ vốn thừa luôn. Mua cái bộ kiểm tra. Rồi anh chị ngồi ghế một chút xíu ạ. Em phải mở cái mâm điện ra để em thay cho chị cái con mắt đọc. Nhiều khách hàng không biết là CKB gọi là cái mắt đọc. Mắt của đề từ. Đấy, mắt của lận đề. Và khách hàng sẽ hỏi con này giá bao nhiêu hả cưng? Dạ thưa chị gái 1.900. Ở trong hết bán 1.500.000. Em thay 900 có bảo hành cho chị gái. Ok, cưng thay cho chị luôn. Và đồng thời mở ra cái mâm điện ở trong này thấy nó bị xì nhớt. Trời ơi chị gái ơi, trong này lâu ngày cái phốt nó hoạt động nó chai. Nó xì ra, nó rơ hết cả quần điện nè. Nó sinh ra chết CKB. Rồi thì lỡ rồi em tháo ra vệ sinh cho chị gái. Em thay cái phốt 20-32 cho chị gái miễn phí. Đó, bây giờ em chỉ lấy tiền cái này thôi. Ngồi rửa sạch sẽ cho khách nhìn. Ông thợ này tỉ mỉ, kỹ càng. Ok chấm điểm 10. 900 tí khách hàng đưa triệu khỏi thối. Ê giời ơi, vấn đề cặt cặt mấy CKB. Quý vị thấy đề từ tôi chia sẻ dễ hiểu không ạ? Cho xin cái comment. Như thế này là thay CKB rồi, đẳng cấp. Vô tình khách hàng đi vài cửa hàng kia không kiểm tra bận, đi vào anh em chỉ cần thế này thôi. Không cần bất kỳ một cái máy chẩn đoán nào để bắt bận cả, nâng cao hay là không nâng cao cả. Chỉ cần chơi cái này vào một cái, biết sống hay là chết. Gì nữa này em? Xong rồi anh ơi. Xong rồi nha. Dạ dạ. Ok anh. Ok. Em đang live stream chút. Hư thể nhớ à? À hư à. Rồi hôm nay mọi người có mua nốt không ạ? Để chiều nay tôi gửi luôn cho đủ 10 cái. Trần Trung ơi, em có mua không? Em thấy cuộc đời này nó đỡ phải đau đầu không em? Đỡ phải chết IC không? Trung ơi. Đấy. Rồi, ở đây có ai ủng hộ nữa không? Mua cái này ủng hộ thêm CKB nữa thì tốt rồi. Tại sao cứ phải bị nó hành? Bởi vì các bạn không gặp đúng người. Gặp phải tôi chia sẻ cho quý vị. Trời, mấy cái này có bao nhiêu tiền đâu anh em. Thật sự anh em về nhà anh em có cái lọc trời cho anh em làm hai con xe lấy lại vốn ngay. Bỏ một cái máy anh em đủ mua hết tất cả tài liệu. Làm full cái máy để từ bảo hành cho khách hàng. Đủ mua bộ này. Đó. Rồi còn cái này thì anh em nào phải có dư giả điều kiện một tí. Dư giả điều kiện một tí. Đấy thì anh em mua. Rồi chiều nay tôi sẽ gửi hai máy. Sẽ một tút.
Thời buổi này không cần phải đo nhiều đâu anh em ạ. Thời buổi này có đồ chơi hết rồi. Và hiểu một tí nữa là chúng ta lấy tiền thôi. Sướng. Chẳng bao giờ phải mở con xe này ra hoặc là đi mượn con IC này nữa. Đấy, cứ phải đi mượn. Chi nó khổ. Chưa? Đấy, nhẹ nhàng cắm vào, bật cái ăn ngay. Không có gì cả. Rồi cắm vào nó nổ tiếp. Hay không? Về nhà mọi người lại nâng cao tay nghề nữa. Đó. Đây. Này điện áp từ IC cấp nuôi cho CKB này. Các bạn lên ga nó chỉ có vậy thôi mà. Cái này là cái mặt điện áp IC điều khiển. Đấy, cung cấp để nuôi cho CKB. Các bạn lên ga nó cũng chẳng bao giờ nó thay đổi. Mười mấy vôn đâu. Đấy, bởi vì cái này là từ IC cấp điện áp xuống cho CKB. Là cái dây màu nâu sọc đen đấy ạ. Đấy. Và dây mát của CKB nó sẽ tương ứng cho bóng đèn này sáng. Đó, thấy không? Đó. Để nó bảo vệ cái CKB này, mức điện áp đó cho phép. Mức điện áp lớn hơn thì CKB nhân toang. Thấy không? Đấy, các bạn thấy hay không? Đấy, chần chừ gì mà không mua. Tiền nhiều để làm gì anh em? Đúng rồi, có đồ chơi khách hàng mang vào người ta bảo là mình chuyên nghiệp. Trần Trung ạ, mình đẳng cấp. Mình là một người thợ xe máy chuyên nghiệp. Ờ, người ta thấy cái đèn nháy đỏ, người ta thấy đẳng cấp. Ê, đẳng cấp. À. Có thể dùng cái này để hù ma dọa khỉ cũng được. Đẳng cấp. Có thể là đang chạy phần mềm. Rồi, em đang cái này em đo. À, đo điện áp, đo dòng, chạy phần mềm. Ở giá em ghi ở bên trên đó anh Nguyễn Biên ơi. Em ghi giá ở bên trên đó anh. Em công khai giá luôn rồi đấy. Và chúng ta có thể tham chiếu vào giá trị điện áp này xem sụt hay không. Đo huyết áp. Đúng rồi, anh Trần Vũ. Đúng rồi, đo huyết áp xem sụt áp không. Nếu mà nó rớt xuống khoảng 1V có vấn đề ngay ở cái pha, ngay ở cái dây tín hiệu đó, hoặc là 2V. Hay, đúng không? Rồi, CKB ở trạng thái chạy nóng máy, chết máy này, báo lỗi 52 này. Nhưng nguội lại đề nổ, nóng lại chết này, điếng CKB này. Điếng CKB này. Vào đây tham chiếu. Vào đây tham chiếu. Sướng không? Đây. Đóng vào lấy tiền. Đây, CKB này rắc vuông này. Đấy, đóng vào đây cái lấy tiền ngay 900. Ok anh Hưng Phan, Phan Hưng.
Đây, còn mua sớm mà tuôn ghiên em nó về luôn. Chưa? Đẳng cấp. Đúng rồi, anh tay ga xuân dần, chuẩn. Đúng rồi, anh dần. Nó sẽ có một dây tín hiệu nào đó gặp vấn đề. Anh dần. Nhưng có cái này anh em đo nó sướng hơn. Đúng không? Đấy, chúng ta căn nhìn điện áp 4,5V. Bị bất kỳ một dây nào nó sẽ bị ngay. Võ công thì ai dạy, tự mình chỉ chứ, tự mình dò ra chứ, anh em thấy không? Đấy, đây, tự mình dò ra này. Một triệu rưỡi anh ơi, tặng cho chân IC. Một triệu rưỡi, lấy ngay bộ IC này về. Rẻ. Này. Trong này cái thứ gì cũng có hết á. Rồi. Ok. Đó, màu hết. Novo 5 này. Lưu ý Novo 6 má 2XCO có thêm chân 27 chống nghiêng. Lắp cho Novo 5 đấu chân 27 với chân số 1 Master. Lưu ý. Kìa. SH nhập. Sở mất kỳ. Vision LED AB 2020 B16 B13-15. Đây, AB 941-42 LED A-Black SCR LED. Rồi, ở ghi ở đây rất rõ, mát đủ để xuống chân số 8. Ok, triệu rưỡi tặng cho bộ tài liệu màu. Rồi, ECM cảm biến góc nghiêng FI. Rồi, giá trị điện áp nửa vôn cho tới 1V. Tín hiệu từ cảm biến góc gửi về IC. À, được mặc định nhà sản xuất thì lúc này sẽ có phun xăng. Rồi, mát cảm biến góc. Rồi, nguồn cảm biến góc nghiêng. Ôi, ok. Zalo anh em ơi. Ờ, bộ này tặng vé cầu bảo gì, ok anh trai. Rồi, VIP. Rồi, CKB. Rồi, điện áp ngon này. Động cơ nóng lên luôn này. Rồi, CKB tốt. Nóng lên nó điếng nha anh em. Đấy, khách hàng mang vào bảo lâu lâu tôi lại nháy cái đèn FI lên. Chết máy, tôi lại dừng một chút, tôi lại khởi động, lại nổ. Vào lấy cái này để đo giá trị điện áp. Chốt. Ok. Lấy tiền. Rồi, ở đây còn khoảng tầm 20 con. Mới anh em nào rô, chốt luôn 5-7 con đi mọi người. Về nhà bán cho anh em thợ kiếm đồng, uống cà phê, ăn sáng vào buổi trưa, ăn trưa vào buổi tối, vân vân. Rồi, CKB 3 vấu, rắc dẹp, rắc vuông. Anh em làm người 2-3 con. Hàng này hiếm lắm quý vị. Hàng bảo hành cho quý vị. Hàng bao cho quý vị chạy. Bụp luôn. Bụp luôn. Đây. Đấy. Tầm khoảng 25 con trong này nữa là hết. Rồi, anh em mua về nhà treo chủ thôi. Gặp bất kỳ một cái xe nào chết xe CKB lắp vào được hết. Dù nó là 3 vấu hay là 4 vấu. Đây, múc hết. Rồi, clip video buổi trưa nay xin phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi ủng hộ Đình Tuấn. Rồi, anh em nào mua Smart Tool thì ok, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người nhiệt tình nha. Đấy. Ok. Rồi, chiều nay lên đường cho quý vị.
tiếp tục hộp đóng thùng. Đấy, còn anh em nào mua máy Sabotool thì ủng hộ mình nha. Ok, ưu đãi nhóm học cho anh em nha, tài liệu cho mọi người nha. Rồi, thank you. Hết video. Ok, nhắn tin Messenger dần ơi. Nhắn tin Messenger dần ơi. Rồi, xin chào quý vị.